trời mưa bão, gạch đổ hết các bạn. Và cái vườn thuốc của Quân này, cây này ta gọi là cây Trinh Nữ Hoàng Cung, một cái tên rất là hay, nhưng mà nhiều bác cũng sẽ nhầm lẫn cây này với một cái cây khá giống, đó chính là cây láng hoa trắng. Thì để mà nhận biết cây này trong tự nhiên, chúng ta cần phải lưu ý một số đặc điểm. Đấy, tránh nhầm lẫn với cây láng hoa trắng. Đây là một cây rất hay, được sử dụng trong dân gian. Những bác nào mà bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, rồi u xơ tiền liệt tuyến, các bác hãy quan tâm đến cây thuốc này, Trinh Nữ Hoàng Cung. Thế để phân biệt cái cây Trinh Nữ Hoàng Cung này với cái cây mà chúng ta thường xuyên bị nhầm lẫn nhất là cây náng hoa trắng, thì chúng ta phải nhận biết một số đặc điểm mà sau đây Quân sẽ chia sẻ cho bác những đặc điểm để chúng ta nhận biết. Cái cây Trinh Nữ Hoàng Cung này thuộc họ Thủy Tiên, thuộc họ Thủy Tiên, dạng thân thảo, đường kính thân từ 10 đến 16 cm. Ở bên dưới này nó có một cái những cái bẹ lá nó ốp vào nhau tạo thành một cái thân phình ra dạng củ, giống như củ hành ấy ạ. Cái thân giả, nó gọi là thân giả ấy, củ gọi là thân giả đấy ạ. Thì có đường kính khoảng từ 8 đến 15 cm bên dưới này các bác này. Có màu đỏ tía. Cái màu đỏ tía này, đây các bác, đây cái màu đỏ này. Đấy. Cái màu đỏ tía này là sắc tố anthocyan. Đấy. Mà cây náng hoa trắng là không có. Đấy các bác nhớ nhá, khi vạch xuống dưới này này, bao giờ nó cũng có một cái màu đỏ tía như này. Đấy, thì đó chính là cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Đặc điểm thứ hai nữa, đó là về phần lá. Cái lá của Trinh Nữ Hoàng Cung này nó không thẳng đâu ạ. Các bác nhìn này, mà cái mép lá nó uốn lượn như này, uốn lượn như này. Đấy. Nó giống như cái sóng ấy, uốn lượn, đấy là mép lá. Mép nguyên nhưng mà có uốn lượn sóng. Đấy. Mà cái lá của cây náng thì lá nó sẽ là cái dạng một dạng thẳng, nó không có uốn lượn như này. Riêng Trinh Nữ Hoàng Cung thì lá nó uốn lượn như này các bác nhé. Đấy. Dài, chiều dài của lá khoảng 70 cm đến 1m2. Đấy, chiều dài lá này khoảng 50, 60, 70 đến 1m2, rộng từ 3 đến 9 cm. Đấy, chiều rộng đây từ 3 đến 9 cm. Gân lá song song. Đấy, cái gân lá song song đây ạ. Cái gân lá song song. Đấy. Tức là cái lá của cây Trinh Nữ Hoàng Cung này sẽ ngắn hơn, kích thước nó sẽ nhỏ hơn so với cây náng hoa trắng. Đấy là các bác cần lưu ý với cây náng hoa trắng. Đây, một cây đây ạ. Bây giờ con sẽ nhổ kè lên cho các bác xem nhé, cái củ nó như nào nhé. Đây ạ. Đấy, các bác thấy củ nó chưa? Đây chính là cái củ, tức là cái thân giả này ạ. Chính xác nó là thân giả của cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Ở phía trên này này, màu tím, đỏ tím. Đấy. Cây này có công dụng như thế nào? Thì sau đây con sẽ chia sẻ cho bác những công dụng của cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Theo nghiên cứu khoa học hiện đại, các nhà khoa học chúng ta đã nhận thấy rằng cây Trinh Nữ Hoàng Cung này tốt cho những ai mà đang bị chứng bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng và u xơ tiền liệt tuyến. Đối với những người mà bị chứng bệnh như này thì từ kinh nghiệm dân gian từ xa xưa, người ta đã biết sử dụng cây này làm thuốc. Đấy, cách dùng đó là dùng cái lá cây này này. Đấy. Mỗi ngày là dùng 3 lá Trinh Nữ Hoàng Cung. Đấy, cắt. Đấy. Cắt 3 lá tươi này, đem phơi khô. Đấy. Cắt đoạn ra, sau đó là sao vàng lên để hãm
nước uống và uống liên tục trong thời gian là 7 ngày. Uống được 7 ngày thì lại nghỉ 7 ngày. Và nghỉ xong 7 ngày lại tiếp tục uống. Làm như vậy 3 đợt. Tổng cộng là uống 3 đợt, mỗi đợt 7 ngày. Đấy. Mỗi ngày là 3 lá. Đấy. Đấy là cái cách sử dụng lá của cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Đấy. Trong trường hợp bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Và đấy là kinh nghiệm dân gian các bác nhá. Còn hiện đại thì những nhà khoa học đã nghiên cứu được những thành phần trong cái cây này rất tốt cho những bệnh lý của chị em phụ nữ, trong đó có u xơ tử cung, u nang buồng trứng và u xơ tiền liệt tuyến. Một trong những nhà khoa học có thời gian nghiên cứu lâu năm nhất về cây này chính là tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về cây này. Đấy. Còn một số bác hỏi Quân là cái cây Trinh Nữ Hoàng Cung này đối với chị em phụ nữ mà bị chứng bệnh cao huyết áp, vừa bị u xơ tử cung lại vừa bị kèm theo là cao huyết áp thì dùng như thế nào? Đấy. Đối với những bác mà vừa bị u xơ tử cung và cao huyết áp thì dùng chung nhá, dùng chung cái cây Trinh Nữ Hoàng Cung này với cây giảo cổ lam. Đấy. Mỗi ngày sắc cái lá khô của cây này sao vàng lên khoảng 10 gram, giảo cổ lam khoảng 7 gram. Đấy. Đem sắc nước chung uống trong ngày. Rồi những bác vừa bị u xơ tử cung đấy, kèm theo bạch đới khí hư đấy, thì dùng Trinh Nữ Hoàng Cung này kết hợp với cây mò hoa trắng, cây ích mẫu, cây hương phụ, cây mần trầu đấy, để sắc nước uống trong ngày đấy. Tức là riêng cây này thì tốt, nó xử lý được cái u xơ tử cung và u nang buồng trứng, u xơ tiền liệt tuyến. Còn những bác mà bị cao huyết áp và bị khí hư ấy, thì chúng ta cần phải kết hợp thêm với các vị thuốc khác. Ở bên này Quân cũng có một cái cây náng hoa trắng. Đây, bây giờ Quân sẽ đặt cái cây Trinh Nữ Hoàng Cung là cái này đây ạ. Đấy, Quân sẽ đặt cạnh cây náng này, các bác nhìn này. Đấy, để các bác nhận biết hai loại cây này nhé. Cây Trinh Nữ đây các bác. Để cho nhiều bác là không biết cây Trinh Nữ là cây nào đâu và cây náng hoa trắng là cây nào đâu, thì bây giờ Quân sẽ phân biệt cho các bác hai loại cây này. Thứ nhất cây lá nhé, cây lá cây Trinh Nữ là nó uốn lượn như này. Đấy, cái mép lá nó uốn lượn như này, các bác thấy chưa? Còn lá của cây náng đây ạ, cây náng thì lá nó thẳng đây, mép lá không uốn lượn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Náng bên này nhá. Cái thứ hai nữa, điểm thứ hai đó là cái phần thân, cái cuống này này, cuống lá này của cái Trinh Nữ nó có màu tím này này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, những cái bẹ lá ấy, nó có màu tím đấy. Còn cây náng đây, các bác nhìn cái náng nhá. Đây ạ. Các bác nhìn cái náng này. Đấy, không có sắc tố tím, đỏ tím không có nhá. Đấy, cái náng không có nhá. Đấy là hai đặc điểm rất rõ ràng để các bác nhận biết hai loại cây này. Và đặc điểm nữa là cái chiều dài của cây náng, lá cây náng thì nó sẽ dài hơn so với cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Đấy. Đấy. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn hai đặc điểm thôi. Một, cái lá cây này nó uốn lượn này. Cây Trinh Nữ nó uốn lượn này. Còn mép lá của cây náng không uốn lượn. Rồi cái cuống này, cuống lá của cây Trinh Nữ này nó màu tím này. Đấy. Còn cuống lá của cây náng thì nó màu trắng. Đấy. Đấy là những cái đặc điểm để các bác nhận diện chính xác hai loại cây này trước khi sử dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung này để làm thuốc. Yêu cầu chúng ta cần nhận diện chính xác cái loại cây này trong tự nhiên các bác nhá. Đấy. Một video ngắn chia sẻ cho các bác đặc điểm tự nhiên
của cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Để các bác nhận diện chính xác loại cây này khi sử dụng và trước khi áp dụng cây Trinh Nữ Hoàng Cung làm thuốc, các bác cũng cần tham vấn ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Các bác thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Quân các bác nhé. Còn bây giờ, Quân ra xin phép dừng video đây. Một lần nữa, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.